Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu với các anh một cái thêm cái sản phẩm, đó là ví da và dây thắt lưng, túi đeo chéo và cái túi đeo chéo đựng điện thoại này nha. Đấy. Rồi, thì hôm nay đây cái mình đây mình không có để mã nha, không có để mã số bao nhiêu cả. Cái bây giờ mình nói tên sản phẩm thôi nha, chứ mình không có rồi cái sản phẩm đầu tiên là cái ví da nappa đó, ví da nappa nha. Ví da nappa này thì nó rất là đây, rất là mềm mại luôn. Nó có hai màu đen và nâu. Nó rất là mềm mại luôn. Giờ sờ rất là mát, ở trong vẫn là da nha. Đó, còn những dòng ví khác thì cũng có thể là ở trong là da hoặc là bằng vải nhung. Còn dòng ví nappa này là hàng cao cấp nên là nó là lót da luôn. Đó. Da nappa. Cái này là giá là 250 nha anh chị. Đó, da nappa 250. Đó. Ví da nappa là 250 nha. Còn tiếp theo là cái dòng da này là da cá sấu thật nha anh chị. Đây, da cá sấu thật. Đây. Lớp này là lớp da cá sấu thật. Cam kết luôn, không phải da cá sấu, mình đền gấp 100 lần nha anh chị. Còn ở trong này thì da bò. Đó, ở trong này cũng như da bò thôi, da tổng hợp. Còn ngoài là da cá sấu zin nha. Đó. Cái này là giá là 350 ạ. Giá đây là chưa bao gồm phí ship nha anh chị, nào lấy hai cái thì mình bao ship cho anh chị. Đó, cái này là giá cá sấu thật nha. Rồi, tiếp theo là cái da này là da cá sấu giả, da bò dập vân cá sấu. Dập cái đầu con cá sấu luôn nè. Đó, cái này là da bò dập vân cá sấu. Trong được lót da luôn nha anh chị. Cái này thì cũng giống như là ví da nappa là 250. Anh chị nào lấy thì mình sẽ bớt cho cái này nè. Và cái này nữa. Và bây giờ hai cái này này. Ví da cá sấu này, ví da da cá sấu và cái ví đan chéo này anh chị lấy thì mình lấy 200. Đồng giá 200 nha anh chị. Đó. Đấy. Rất là mềm mại nha. Rồi, tiếp theo là đến cái dòng túi đeo chéo. Túi đeo chéo da bò nha anh chị. Đó, nó có các ngăn này, ngăn lớn này. Rồi hai ngăn nhỏ trước này và hai ngăn nhỏ bên hông này. Đó, tổng cộng là 1 2 3 4 5 ngăn. Có ngăn đằng sau không? Đúng rồi, có ngăn đằng sau là 6 ngăn nha. Ở trong thì lót vải thôi. Đấy. Rồi, cái này là giá là 450 nha anh chị. Chưa bao gồm phí ship. 450. Chứ anh chị mà ra ngoài tiệm shop là cũng phải 600 nha. Đó. Rồi. Còn bốn cái loại dây thắt lưng này á thì mình theo thứ tự luôn nha, số 1, số 2, số 3, số 4 nha. Rồi tất cả cái này đều là đồng giá là 250k. Đây, mặt này mặt gì? Gì? Nhôm hay là gì á, nói chung là hợp kim cao cấp cái này này. Dây này là mình lấy 200 ngàn một cái nha. Dây rất là xịn luôn. Đó, cái này là hai lớp đan chỉ nhắn keo đàng hoàng, rất là xịn luôn. Mình bán ra là giá là 250 bao ship. Đó. Rồi lát nữa mình sẽ quay bên kia cho anh chị nào thấy ưng cái mẫu nào. Rồi tiếp tục là dây da bò.
dây latigo mặt đúc đồng, cam kết với anh chị đây là đồng nguyên khối nha, đồng nguyên khối cao cấp nha, đồng nguyên khối luôn. Anh chị có thể về lấy cưa cưa, nếu nó không phải là đồng mình đền gấp 1.000 lần cho anh chị luôn. Đó, còn nếu mà đúng đồng thì tất nhiên rồi. Đây là dây latigo mà số 2 đồng nguyên khối nha. Tiếp tục là dây da bò dập vân cá sấu, cái này cũng rất là bền nha. Trước đây mình mua một cái như thế này là cách đây 3 năm rồi, mình mua 250 300 gì đó, nói chung là lúc đó là mình xài mấy năm trời và không hư nha. Đó, đây bây giờ cái này cũng là 250 luôn, dây này rất là mềm luôn. Dây đều dây mềm. Rồi tiếp tục là cái đây. Mặt này là mặt mặt đồng hồ của xe hơi. Kiểu như vậy ạ. Này, xe hơi này, hình cái xe hơi luôn, anh chị nhìn thấy không? Đó. Đèn xe này. Rồi, dây này cũng 250 nha. Đây mã số 4 nha. Rồi, bây giờ mình cho anh chị xem thêm các cái sản phẩm đây. Cái này dòng này thì 150 này. Dây này, dây thắt lưng 150 này. Nó cái này thì vẫn là 250 nha, mặt đồng nha. Đó, mấy cái này là dây 150. Đây nó có các cái mặt như thế này. Anh chị ưng mặt nào thì có thể chụp hình lại gửi qua Zalo cho em. Theo số điện thoại Zalo là 0778. À xin lỗi. Số vẫn cần câu ở 0931272712. Này. Đó. Rồi ok anh chị. Số điện thoại là 0931272712.